trong lúc gần chục chiếc Cobra và xe tự chế đang khai thác đất mặt trái phép trên cánh đồng thuộc xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh đã ập đến và bắt quả tang. Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2021, trên cánh đồng thuộc ấp Tân Thành, xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, tổ công tác thuộc phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh phát hiện bắt quả tang ông Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 1985, trú tại xã Nhân Nghĩa, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đang điều khiển phương tiện Cobe xúc đất mặt tại phần đất của ông Trần Quốc Khánh, đưa xuống xà lan mang số hiệu AG23443 được khoảng 4 mét khối đất. Tại hiện trường, tổ công tác còn phát hiện hai Cobe khác đang múc đất lên, 5 xe tự chế được vận chuyển ra cặp bờ kênh cho ông Huy múc xuống xà lan. Khu đất đã khai thác có diện tích khoảng 10.000 m2, độ sâu khoảng 0,3 m. Tại thời điểm bắt quả tang, ông Huy không xuất trình được giấy phép khai thác đất mặt do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Qua làm việc ban đầu, ông Huy khai nhận được ông Đoàn Thanh Toàn, sinh năm 1985, trú tại xã Nhân Mỹ, huyện Chợ Mới, thuê đi điều khiển Cobe múc đất và quản lý các phương tiện để triển khai khai thác đất mặt tại phần đất của ông Khánh từ ngày 10 tháng 11 năm 2021. Vụ việc hiện được bàn giao cho công an huyện Tịnh Biên để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.